Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc đã vượt qua bệnh sát. Việt Nam có ca dương tính thứ 13. 722 người chết vì virus corona tại Trung Quốc đã vượt qua con số tử vong vì bệnh sát những năm 2002, 2003 ở Trung Quốc và Hồng Kông. Việt Nam ngày hôm qua cũng đã ghi nhận ca nhiễm thứ 13. Trong sáng nay, 8 tháng 2, Trung Quốc thông báo số ca tử vong tại nước này vì căn bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona 2019 nCoV đã lên tới 722 người, tăng thêm 85 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Mức độ tử vong này đã vượt qua mức tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính SARS gây ra tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông những năm 2002, 2003. Dịch SARS cũng do virus corona gây ra, nhưng là do chủng SARS-CoV. Xét về tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm bệnh tính trên toàn cầu, số người chết vì SARS-CoV là 9,6%, số người chết vì 2019 nCoV chỉ là 2,1%. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục đã tăng thêm 85 ca tử vong vì căn bệnh này, trong đó ghi nhận 81 ca tỉnh Hồ Bắc. Tổng số người nhiễm bệnh tại nước này tính đến sáng 8 tháng 2 đã được ghi nhận là 34.546 trường hợp. Với các trường hợp được chữa trị tại Trung Quốc, có hơn 2.000 người đã phục hồi và xuất viện, có hơn 6.100 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, và Trung Quốc cũng đang theo dõi y tế hơn 186.000 người. Tại Việt Nam, tối 7 tháng 2, Bộ Y tế đã công bố ca dương tính thứ 13 với dịch bệnh viêm phổi cấp do 2019 nCoV. Nữ bệnh nhân 29 tuổi này ở Vĩnh Phúc và là người thứ 6 nhiễm bệnh trong đoàn 8 người trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sau chuyến tập huấn. Đây cũng là bệnh nhân thứ 8 cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã có 13 trường hợp nhiễm virus corona, bao gồm 2 cha con người Trung Quốc, 6 người trở về từ Vũ Hán, 4 người Việt Nam tiếp xúc gần với người bệnh và 1 Việt kiều Mỹ vào Việt Nam sau khi quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh trong các video tiếp theo.